mục đích sống. Lúc chết, chúng ta chỉ có thể mang đi được thứ duy nhất là trí tuệ và trạng thái cảm xúc của chúng ta, hay thường gọi là tạp nghiệp của chúng ta. Nó sẽ quyết định phần lớn tới cõi giới mà chúng ta đến sau khi chúng ta chết. Bởi vậy cho nên, cần phải làm một thứ để tăng trưởng trí tuệ và trạng thái cảm xúc tốt đẹp. Để làm được điều đó, hãy nguyện cống hiến, cam kết cả cuộc đời này để giúp người khác có trí tuệ tăng trưởng vượt trội và có trạng thái cảm xúc hạnh phúc, bình an, vui vẻ hàng ngày trong chính công việc hàng ngày của mình. Chính tác ý tốt đẹp sẽ thu hút đến chúng ta những điều tốt đẹp ngay ở trong kiếp sống này và sau khi chúng ta mãn kiếp. Nên nhớ, tiền bạc hay mọi thứ vật chất cũng chỉ là phương tiện để chúng ta hướng tâm đến hai điều trên kia. Sống tăng trưởng theo chiều dọc đi lên mỗi ngày. Đừng để bị lòng tham sống theo chiều ngang, so sánh hay lòng tham đố kỵ khiến cho ta bị loạn tâm mỗi ngày. Ở cuộc đời này, mỗi chiến binh thiện nghiệp có 10 hạnh nguyện nhất định phải giữ được. Thứ nhất là phụng sự cha mẹ đến suốt đời, biết ơn. Thứ hai, tôn trọng tất cả người khác, người nghèo, người giàu, kẻ thù, đối thủ, người kém hơn, người giỏi hơn. Thứ ba, luôn nói lời chân thật. Thứ tư, nói lời dịu dàng, nhẹ nhàng. Thứ năm, cấm tuyệt đối nói lời đâm thọc. Thứ sáu, ngay khi giận dữ phải dập tắt luôn. Thứ bảy, bố thí thường xuyên liên tục trong mọi khả năng có thể. Thứ tám, phải tránh xa tà dâm một cách tuyệt đối. Thứ chín, phải tránh sát sanh tuyệt đối. Thứ mười, phải tránh xa trộm cắp tuyệt đối. Mong muốn hay phát nguyện của mình sẽ dẫn đến tương lai của mình và cả kiếp sống về sau nữa đó. Cho nên, hãy phát một nguyện lực để có thể thấu đạt được chân lý vũ trụ trong kiếp sống trong tương lai thật mạnh mẽ vào. Nghề nghiệp cũng chỉ là những giàn giáo để xây dựng những ngôi nhà. Khi ngôi nhà xây xong thì giàn giáo đó cũng phải bỏ đi. Sinh hoạt nghề nghiệp trong một đời người cũng chỉ là những phương tiện và điều kiện cần thiết cho sự tu dưỡng tâm tính và tiến hóa về tâm linh mà thôi. Sự gặp gỡ những người mà chúng ta có nhân duyên từ kiếp trước có thể hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời của chúng ta bằng cách mở cửa cho chúng ta bước vào những địa hạt hoạt động mà ta không hề nghĩ đến. Hướng nghiệp là kiểm nghiệm lại những khả năng trội nhất của chính bản thân mình và chọn lấy một khả năng nổi trội nhất. Thứ nhất, xác định và nêu cao một lý tưởng. Phải định rõ mục đích sâu xa của cuộc đời mình và tìm mọi cách nỗ lực thực hiện lý tưởng đó. Nêu cao lý tưởng là một điều quan trọng trong vấn đề hướng nghiệp. Phải biết rõ lý tưởng mà chúng ta cần phải thực hiện, nó còn cách mình bao xa. Chúng ta có thể đi đúng con đường của mình đi khi chúng ta được rõ ràng cái mục đích mà mình muốn đi tới. Lựa chọn nghề nghiệp phải xác định trên lý tưởng cao nhất trước. Thứ hai, hãy cố gắng giúp đỡ phụng sự người khác. Bằng cách nào ta có thể phụng sự nhân loại một cách tốt nhất, đó là tiêu chuẩn quan trọng trong việc lựa chọn một nghề nghiệp. Hãy xét lấy một nghề nghiệp mà qua đó ta có thể giúp đỡ mọi người một cách hiệu quả nhất, thì đó là nghề nghiệp mà ta nên theo đuổi. Mình là một phần tử của nhân loại, giúp đỡ kẻ khác là việc làm cao cả nhất. Vấn đề tiền bạc, danh vọng phải đặt sau lý tưởng phụng sự người khác và chỉ nên xem đó là những vấn đề phụ thuộc. Hãy nghĩ đến việc ta có thể giúp đỡ người khác bằng cách nào làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Tiền bạc sẽ tự đến với ta khi dùng khả năng của mình để phụng sự tốt cho nhân loại. Vấn đề tiền bạc phải là kết quả tất nhiên của sự cố gắng giúp đỡ người khác. Sự thịnh vượng về vật chất phải đi sau lý tưởng phụng sự con người. Tôi muốn phụng sự con người và tiền tài, danh vọng sẽ đến với tôi như những kết quả tất nhiên của một cuộc đời tốt lành và phụng sự.
hãy sử dụng những gì mình đang có trong tay. Hãy bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình. Phải tập bắt đầu với những điều giản dị, gần gũi, rồi mới nghĩ đến những gì sâu xa. Hãy nghĩ đến những bước chân đầu tiên khác biệt mà bạn phải đi. Dù sai cũng được, nhưng phải đi mới điều chỉnh được. Hãy giúp đỡ những kẻ yếu đuối, những kẻ vấp ngã, thêm sức mạnh và can đảm cho những kẻ thất bại. Hãy bắt đầu từ vị trí hiện tại. Hãy sử dụng những cơ hội ta đang có và bắt đầu ngay hiện nay. Hãy làm bất kỳ việc gì đến với ta hàng ngày. Không phải người làm nên những kỳ công hiển hách, vang dội mới là những kẻ làm được nhiều việc nhất, mà chính là những ai biết nhận lấy mọi cơ hội phụng sự trong cuộc sống hàng ngày. Khi những cơ hội hàng ngày được tận dụng triệt để, thì những cơ hội tốt lành sẽ có đủ điều kiện để xuất hiện hơn và những công việc phụng sự lớn lao sẽ đến với ta. Khi ta dùng những phương tiện đang có sẵn để phụng sự người khác, thì những phương tiện ấy sẽ không bao giờ mất đi, mà nó tự sẽ tiếp tục phát triển một cách dồi dào hơn trước nữa. Khi mình làm xong bổn phận thì chắc chắn sẽ gặp được những cơ hội tốt đẹp và lớn lao hơn nữa. Hãy nhớ đến tính liên tục trong cố gắng và sinh hoạt đời sống con người. Nên nhớ mọi hành động trong kiếp này đều sẽ tích lũy cho kiếp tới. Cho nên đừng vì muộn màng hay không đủ thời gian mà hãy cứ làm. Phải biến đức tin thành hành động xử thế hàng ngày trong từng lời ăn, tiếng nói. Đừng biến mình trở thành một lữ khách mãi nghiên cứu hành trình mà chẳng bao giờ cất bước ra đi. Bất kỳ hoàn cảnh nào ta đang đều cần thiết để giúp ta rèn luyện tâm tính và vượt qua được chính mình. Chỉ khi ta vượt qua được khó khăn thì ta mới xứng đáng bước vào những hoàn cảnh tốt lành và thuận tiện hơn. Ta hãy nhớ rằng dù ta sống trong hoàn cảnh nào, điều đó cũng là cần thiết cho sự tiếp xúc hàng ngày với mọi người. Và chính nhờ sự cải thiện trong từng ngày, từng giờ, từng phút đó mà ta thực hiện được sự tu dưỡng một cách hiệu quả và vươn đến sự hoàn thiện trong tương lai. Chính nhờ sự kiên nhẫn xây lắp từng viên gạch nhỏ mà người ta mới hoàn tất được những ngôi nhà đồ sộ. Khi một người đã phát khởi ý nguyện sẵn sàng phụng sự nhân loại, sự cố gắng không ngừng trong từng giờ, từng phút là điều kiện cần thiết cho sự hoàn thành tâm nguyện đó. Và từ đó ta sẽ gặp được những hoàn cảnh, những cơ hội thuận tiện hơn. Mỗi người hãy xây dựng tương lai của mình với những gì đang sẵn có trong tay và phải khởi sự một cách kiên nhẫn ngay từ những việc làm vô cùng nhỏ nhặt. Đó là những viên gạch nhỏ không thể thiếu nếu ta muốn xây dựng một tòa nhà tương lai thật đồ sộ và kiên cố. Nhớ nghe đi, nghe lại bài đọc này trong vòng 21 ngày và trong cái điều kiện thật là thư giãn trước khi ngủ hoặc là trước khi tỉnh dậy, thì những tần số, những cái sóng tích cực sẽ ăn sâu vào tiềm thức, vào não của bạn và bạn sẽ có những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống. Hồng Minh chúc các bạn thật là bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy chia sẻ đến nhiều người và tất nhiên là cho cả những em bé của mình để các em nghe trước khi đi ngủ.